Sau một thời gian ấy, vợ chồng mình thì cũng đã đến gia đình nhà ba cháu mồ côi. Như thước phim hôm trước của Mỹ Hải ấy, là Mỹ Hải cũng có nói rằng là các cháu ấy là cũng không có bàn để kê bếp ga. Thế cho nên là nhà Mỹ Hải ấy, là cũng có một cái bàn gỗ như vậy. Thế cho nên là hôm nay vào ấy, là Mỹ Hải cũng có chở cái bàn gỗ như vậy vào để cho gia đình nhà ba cháu mồ côi để có cái bàn đặt bếp ga. Đấy em cứ để đấy cũng được mà. Cái bàn kia nhẹ thôi, một người bê cái bàn xong là anh nhà sẽ bê gạo cũng được. Cháu sinh và cháu sinh bê được thì em sẽ bê. Cái bàn kia nhẹ mà. Xong là anh xách trứng mới lại xách ra. À, con gái về đây rồi. Con gái giúp bác xách trứng vào cho con nhé. Rồi. Đấy, trứng. Kẹo. Còn hai ba gạo em vác được không? Không thì đưa về anh. Cháu Sinh thì cũng đang vác bàn vào nhà trước. Đây con gái bê vào trước đi con. Đấy còn gạo đây là anh bê hay là em bê? Muốn nhiều một bác. Muốn nhiều bác. Rồi giờ nhất trí đưa về anh. Đây đưa lên vai anh. Rồi. Nhẹ đâu mà. Làm được cân mà. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và ngày hôm nay Mỹ Hải lại tiếp tục đưa quý vị và các bạn quay trở lại thăm gia đình nhà ba cháu mồ côi. Hôm nay vào thì Mỹ Hải cũng có cầm được một cái bàn để cho các cháu cái bàn bếp ga. Và hôm nay vào ấy, Mỹ Hải sẽ trao phần quà của anh Nguyễn Văn Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, cũng có gửi lên cho Mỹ Hải là 500.000 đồng. Và hôm nay vào thì Mỹ Hải cũng có mua được 20 kg gạo, với lại là một vỉ trứng và một chai dầu gội đầu Clear. Và còn số tiền thừa còn lại ấy, là Mỹ Hải cũng có mua được một ít bánh kẹo cho gia đình ba cháu mồ côi. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mỹ Hải quay trở lại vào thăm gia đình nhà ba cháu mồ côi nhé. Còn phần tiền của chị Hồ Thu Thủy ở bên Úc ấy cũng có gửi 4 triệu lên cho Mỹ Hải là để mua dê. Nhưng ngày mai là Mỹ Hải bắt đầu là dê thì cũng đã có rồi. Mai là Mỹ Hải sẽ bắt đầu là mang dê vào cho gia đình nhà ba cháu. Vì là hôm nay là các anh mới đi chợ về để đi mua và trở về. À, bàn bếp ga của mình là hôm nọ là bác kê như nào là vấn đề đấy đúng không? Đúng. Rồi. Đấy, để đây. Để gạo đây. Đấy. Hôm nay là bác cầm cái bàn vào đây nhá con nhá. Để tí nữa bác sẽ kê lại bàn bếp ga cho hai con. Vâng. Và còn phần quà này là con này. Hai bao gạo với lại là một vỉ trứng. Và còn số tiền còn lại ấy là bác cũng có mua được một ít bánh kẹo ở đây. Là phần quà này là phần quà của bác Nguyễn Mạnh Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cũng có gửi 500.000 lên để bác mua thực phẩm cho hai con nhé. Vâng. Vâng. Con cảm ơn bác. Rồi, con cảm ơn bác Nguyễn Văn Tuấn nhé. Bác Nguyễn Văn Tuấn là bác ấy làm công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cũng có gửi lên cho hai con nhé. Vâng. Rồi, bây giờ là sẽ nói cho anh Sình con biết nhé. Mẹ Trình, con su nè nè, con su chứ à, kè này, chết than rồi nhá. Giờ mới tụi bác Tuấn à, ua công ngáp quần đã huyện Hoài Đức nhá, nhốt quần đã hôn nỉ nà, đừng vô tao tuột đóng đây nhá. Sao thách được thì lo. Tao là, các bạn ạ, còn là cháu Sinh ở đây ấy, là cũng không biết nói tiếng phổ thông, mà cháu thì cũng chỉ biết nói tiếng của Mỹ Hải thôi. Thì qua đây thì Mỹ Hải cũng có dặn với cháu Sinh rằng là phần quà này là phần quà của bác Nguyễn Văn Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cũng có gửi lên cho Mỹ Hải là 500.000. Và hôm nay vào thì Mỹ Hải cũng có mua được 20 kg gạo, với lại là một vỉ trứng, với lại số tiền của thừa còn lại ấy, là Mỹ Hải cũng có mua được một ít bánh kẹo cho các cháu. Và qua đấy thì cháu Sinh thì cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đấy, bây giờ là con những gạo đây là các con cất đi. Đây, bánh kẹo thì đấy. Rồi bánh kẹo để sau. Với lại là còn chai dầu gội đầu.
Đấy, dầu gội đầu đây, dầu gội đầu là các con ở nhà là các con phải chịu khó gội đầu nhá. Vâng. Rồi. Mấy cái chai gội đầu mà hôm nọ mà bác trao của các bác quý mạnh thường quân cho hai con ấy, hết chưa? Hết rồi. Hết rồi à? Đúng. Đấy, nay bác lại mua vào cho hai con nhá. Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ là em sẽ để những cái vỉ trứng này em cất cho các cháu đi. Đấy, con gạo, bây giờ là con gạo ở đây. Bây giờ còn gạo ở đây là mình sẽ kê cho các con. Bây giờ các con sẽ để gạo ở đâu con? Để trong buồng á, buồng con chứ. Rồi, thế thì bây giờ là lấy một cái ghế. Đây, em lấy hai cái ghế gọi. Lấy ghế đi, lấy cái kê vào trong đấy xong là đặt vào cho các cháu. Mấy hôm trước là hai con là có nấu bằng bếp ga không? Nấu à, biết nấu chưa? Nấu rồi. Con biết nấu rồi à? Thế bây giờ bác hỏi con nhá. Lần sau nhá, con dặn anh Trình con này. Lúc nào trời mưa nhá, bây giờ là các con một ngày là một lớn rồi. Lúc nào là trời mưa nhá thì hai con mới sử dụng bằng bếp ga. Còn bây giờ là trời nắng bình thường như vậy ấy là cứ bảo anh Trình con là vẫn đi lấy củi nhá. Vẫn đi lấy củi về trang trải cho gia đình nhà mình, vẫn đi lấy củi về để mình đun. Lúc nào trời mưa mà mình không lấy được củi ấy thì là mình mới đun bằng bếp ga nhá. Hai con cứ tận dụng bằng bếp ga hết như vậy á, là mai là hai con hết ga là không ai giúp nữa đâu nhá. Đấy, rất là khổ nhá. Vì là bây giờ là anh Sình con đây là cứ mỗi một ngày một lớn rồi, không thể là nuôi anh Sình con rằng là cứ đến già được đâu nhá. Cứ bảo anh Sình con như thế nhá. Là phải chịu khó đi lấy. Nhá, các bác đây là các bác cũng chỉ hỗ trợ là được như vậy thôi. Nếu như mà ngày mai ngày kia nó mà các anh Sình nhà con ấy mà 16, 17 tuổi rồi ấy, là lúc đấy là anh Sình nhà con là lúc đấy là thanh niên rồi, là anh Sình nhà con phải tự lập đấy nhá. Vâng. Ấy, các bác là cũng không giúp được nhiều nhiều đâu nhá. Con phải dặn anh Sình con thế nhá. Vâng. Đấy, mẹ Tranh à? Vâng. Cho gà đi nhá. Phải lúc bên gà phải đi nè. Lúc bên gà phải đi mà thỏ tàu nhá. Tàu mà thỏ đúng là nằm áo theo tàu nhá. Ừ. Đúng chỉ là nằm áo cho tàu nhá. Thì ai dùng một tiết tài lọt tàu nhá. Thế này nhá. Ừ. Nhìn đi chỗ lo là lấy phư chỉ tàu thỏ lâu đâu. Ừ. Bao bao? Ừ. Ấy, chứ bác thỏ cả dù tôi này bác thỏ sư nhá. Chứ phụ chỉ to thỏa lòng mà ao cho mua ua ao như một tia tờ ua hát lửa chết thế đi nhá. Các bạn ạ, mình vừa dặn với cháu Sinh rằng ấy, rằng là bây giờ là cháu Sinh cũng đã lớn rồi, thế cho nên là bếp ga ở đây là lúc nào mà trời mưa thì hai cháu không có củi đun thì hai cháu mới sử dụng đến, còn không bây giờ là cháu Sinh cũng đã lớn rồi, thế một ngày một lớn rồi thì bây giờ là cháu Sinh ấy thì Mỹ Hải cũng vừa dặn cháu Sinh rằng là sẽ không thể là nuôi cháu Sình đến già được, thế cho nên là cháu Sình cũng phải là tự thân vận động, để không thì mai mốt là cháu Sình là cứ ở như vậy ấy là thành ra là lại thành lười, thế cho nên là cháu Sình cũng nói với Mỹ Hải rằng là lúc nào mà trời mưa thì cháu Sình mới bắt đầu đun. Còn bây giờ ấy em ơi, mình sẽ kê cái bàn bếp ở đây, cái bếp ga mình sẽ đặt ra ở chỗ cạnh cái tủ đây này, để cái tủ lại kê vào bên trong, đúng rồi. Bếp ga là mình đừng để vào lẫn với bếp củi ở bên trong kia, vì là bên trong này là vẫn đun bếp củi riêng. Và trừ khi là lúc nào mà trời mưa ấy, để cho các cháu rằng là không lấy được củi đun em ạ. Vâng. Rằng là sẽ cho các cháu đun vào bếp ga. Còn không là bây giờ là hai cháu là cứ tận dụng bằng bếp ga như vậy này. Vì là cháu gái đây thì được, nhưng mà còn cháu Sình đây này, cháu Sình đây là một ngày một lớn rồi, cũng phải là chịu khó tự thân vận động thôi. Vâng. Đấy, con trai lấy một cái chổi quét quét qua cái kia đi. Em cất gạo vào đâu rồi? Em để trong buồng. Để trong buồng con gái gì? Hả? Đâu xem nào. Đồng chí vợ Mỹ Hải thì cũng vừa để gạo ở trong giường của con gái đây. Đấy, con gái đây hôm nay không đi học mà con gái bác đã bảo con rồi. Muốn đi ngủ dậy ra là con phải gấp chăn chứ. Cái chăn trên này con đã gấp đâu? Con có gấp nhưng mà con gấp không phẳng. Đấy, con chạy đi vào gấp. Đúng không? Con gấp đi, con gấp cho bác xem nào. Bác làm cái này là bác làm được cho con ngay, nhưng mà được cái là sau đây là các con lại không biết. Con gấp đi. Con biết gấp không? Biết. Đấy. Nếu con biết thì lần sau con bảo là con biết ạ. Con không được thưa trông không với bác như thế đâu nhá. Đấy, con biết gấp là lúc nào mà con ngủ dậy ra con phải gấp gọn đi chứ. Đấy, con túm lấy hai góc vào đây. Sau con gấp vào thôi. Đúng không? Làm cái này chỉ mà tầm khoảng 1 phút thôi mà. Con chưa biết gấp được giờ tầm khoảng 1 phút thôi, đúng không?
Đấy, con gấp gọn lên. Thì là sau này là mình sẽ thành một cái thói quen nhá con nhá. Đấy, thấy chưa? Gấp mới thế thôi mà. Đấy, gọn ngay. Sao lại quần áo của con lại cứ để bùng nhùng ở trên đầu gối đây nữa con? Con cất luôn những cái quần áo này của con vào trong tủ của con đi. Bỏ ra đi. Con bỏ ra. Quần áo này bẩn hay là quần áo sạch? Quần áo sạch. Quần áo sạch thì con để vào tủ chứ. Bác đã mua tủ vào cho hai con rồi mà. Con để vào tủ đi. Sao lại cứ để quần áo lên trên này đầu giường lên làm gì? Thấy chưa? Một đống quần áo như vậy này. Con phải cố gắng là con cất vào nhá con nhá. Vâng. Đấy, con cất vào tủ đi. Đấy, con mang ra ngoài này. Xong rồi con cất vào tủ. Đấy, bây giờ là quét xong chưa? Quét xong rồi. Đấy, quét xong thì bây giờ là cháu xin. Với là em sẽ bê cái tủ này ra giúp anh với. Kê ra cái góc ở bên trong này ấy. Mẹ sẽ ra thêm cho cảnh không? Những cái nồi này để vào trong bếp là được rồi con. Đúng rồi, những cái nồi này là nồi đúng bếp củi. Nhẹ nó mà, cái tủ đấy nhẹ nó mà. Đấy, quay sang, quay sang. Rồi, đặt câu đấy. Rồi, sắt được chưa? Đấy, bây giờ là sẽ kê cái bàn này ra. Ra cái góc ở chỗ cháu Sình đang đứng kia kìa. Đừng, đừng cho sát vào chạm kia. Cho sát vào cái chạm bát kia là mình không mở được cánh tủ lúc hai con lấy bắt đua ra. Rồi, mình sẽ để một ra hẳn một cái khoảng trống như vậy. Chỗ này là hơi bị kênh nên là mình đi kiếm cái gì để. À, kênh à? Vâng. Kênh thì là mình sẽ lấy một miếng ván đi. Ôi, con lấy từng cái một chứ. Đây, đây con để tạm chỗ giường anh Sình nhá này. Con để tạm chỗ giường anh Sình đi. Đấy, xong con gấp gọn vào con để vào tủ. Được chưa? Đấy, gọn ngay mà. Rồi là bây giờ là bê cái bát, bê cái bếp ga này lên nữa thôi. Đấy, để cái bàn ấy để cho hai con được ngồi ăn cơm. Xoay lại cái bình là xong. Mẹ Tranh, thiệt cho cảnh một trò lúc hả chú? Ừ. Mình cũng vừa dặn cháu Sình ấy, rằng là những cái bếp, những cái nồi ấy là đang nấu bằng bếp củi ở trong này là cháu Sình sẽ bê ra đằng góc trong này. Còn những cái bộ bàn bếp gà ở đây là cũng vừa kê xong như vậy cho các cháu ở đây. Để như vậy là tránh trong quá trình mà đun bếp ở trong kia tránh nổ ấy, bình ga em ạ. Nguy hiểm lắm. Tuy rằng là hôm trước cũng đã dặn như vậy rồi nhưng mà hai con là cũng không chịu khó quét lắm. Ít tại kỳ sao là mà dùng mua mua cho lúc trên đi à, muốn rồi à, mua à trên nhá. Ừ á chứ mà ai khoan đi từ chỉ tao chết rồi à biết ư á chứ à. Giờ giờ. Giờ là bao nhiêu chết đi à, một chết đi. Đấy các bạn ạ, mình cũng vừa dặn cháu Sình ấy rằng là cứ mỗi buổi sáng là mình dậy ra là mình cũng phải là quét nhà của mình đi cho gọn gàng và sạch sẽ. Thế cho nên là cháu Sình này cũng chỉ thưa thôi. Thế cho nên là mình cũng vừa bảo đồng chí vợ mình ấy rằng là cũng không thể quét giúp các cháu được. Vì là bây giờ là sẽ tự tay các cháu mà tự làm lấy để cho các cháu có một cái thói quen. Con ở nhà là con phải dặn anh Sình con chứ, cứ buổi sáng dậy ra là phải quét nhà. Vâng. Hoặc là con cứ phải thay nhau quét nhá. Vâng. Ngày nào cũng phải quét nhà. Vâng. Đấy, bình thường là cứ một ngày là con quét 3 lần cho bác là được rồi. Vâng. Nhá. Vâng. Sáng quét một lần và trưa quét một lần. Và chiều tối mà mình về ăn cơm là mình phải quét lại một lần nữa nhá. Vâng. Rồi. Con phải quét như vậy, lúc nào bác vào đây nhà nhìn thấy sạch sẽ như vậy là bác mới vào thăm các con nhá. Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ là gọn chưa? Gọn rồi đấy đúng không? Con gái thì xem ở trong những cái nồi trong bếp của hai anh em nhà con ấy, con xem nào. Là những cái nồi trong này là còn bẩn không? Có bẩn thì là con phải mang đi rửa hết đi. Đấy, những cái nắp vòng nồi đây này, con nhìn thấy ghê chưa?
Con nhìn thấy rồi à? Dạ. Con nhìn thấy rồi thì con phải mang ra ngoài bể con rửa luôn đi. Đấy, còn những cái cây ngô ở bên dưới này là hai cháu thì cũng đã bỏ được ra ngoài rồi. Còn ở trong này con gái này, mỗi lần đun bếp xong là con phải quét cả những cái ngô đây này nhá. Lúc nào mà bác vào đây này, để cho gọn gàng và sạch sẽ. Con phải nhớ dặn anh Sình con ấy. Những cái nắp đấy là sạch con. Những cái nắp đấy sạch là con không phải rửa. Những cái nắp đây là hai con vừa rửa thì thôi, không phải rửa. Rửa những cái nào mà bẩn thôi. Đây, mấy con rửa hai cái này này. Hai cái nắp này rất là bẩn. Những cái nắp gì? Đấy. Nắp mắm muối mì chính này. Những cái nắp mắm muối mì chính này rất là bẩn này. Còn hôm nay là hai con ăn cái gì? À, cũng chỉ là một nồi rau dưa như vậy. Còn ở trên cái chảo trên này là đun cái gì đấy? Cũng chỉ là rau mặn. Tép sấy hôm nọ với lại là cái rau dưa. Đấy, hai con cũng cho tép sấy vào trong này. Nhưng mà hai cháu đây là nấu cũng khá nhiều, thế cho nên là ăn cũng hết. Còn bếp ga ở đây là hai cháu là cũng chưa nấu thì phải. Vì là vẫn treo như vậy. Chưa nấu em ạ. À, chưa nấu. À, sắm bộ nấu bếp ga riêng luôn ấy. Đấy, bộ bếp ga riêng mà bộ nồi nấu ở trong bếp củi là mình phải để riêng. Đúng rồi. Đấy, bây giờ là cái bộ bàn bếp ga ở ngoài này là mình kê như vậy là đã hợp lý chưa? Hợp lý rồi đấy. Cứ phải để ngoài như vậy đúng không? Rồi rồi. Đáng lẽ là nếu mà không ấy thì để mấy cái nồi bếp ga ở ngoài này cũng được, nhưng mà thôi để trong cũng được cho nó gọn. Rồi rồi rồi. Khi mình sử dụng nó tiện ấy. Rồi rồi. Đấy, nhau chơi mà chung có chết chơi nhá. Mình có dặn với cháu Sình ấy rằng là mình chỉ ở nhà thôi thì mình phải chịu khó quét. Cứ mỗi lần đun xong như vậy là các cháu là không chịu quét này. Nhớ cháu chơi nhá, in hộ chơi bếp xảo nhá. Mình có dặn với cháu Sình ấy là một ngày là cũng phải là ở nhà thôi, không có việc gì làm ấy, là cũng phải là quét 3 lần cho sạch nhà đi. Đấy, bây giờ là khu bếp mà nhà các cháu đây thì cũng rất là rộng và gọn rồi. Ôi, thiết lúc cạnh nhau mùi chứ mà. Thiết lúc cạnh cho bé to. Đấy, để tránh bụi đó. Con phải để ý vào chứ. Con quét cái gì là con phải để ý vào. Không được bụi hết đấy. Còn cháu gái là cũng đang đi rửa lại những cái nắp vung nồi ở ngoài bể. Đấy, còn cái chặn bát mà hôm nọ là Minh Hải cũng có vào ấy, là để trao cái bếp ga cho các cháu ấy, là cũng có rửa qua được hết như vậy rồi, cũng rất là gọn gàng và sạch sẽ rồi. Đấy, bát đũa của các cháu ở đây là cũng đang để vào trong chặn bát đây, cũng rất là gọn. Ôi trời, cơ hội đây này mày chơi. Nói từ mới là chuột chơi. Mình có hỏi cháu Sình ấy rằng là đợt trước ấy mình có trao được hai cái bộ cốc cho gia đình nhà ba cháu ở đây, nhưng Minh Hải đang hỏi sao lại không thấy cốc đâu rồi. Ôi, con mang cái cốc này đi rửa hết đi, ngao một ruột ta đi. Đấy, con mang đi rửa đi, rửa xong là con úp vào trong cái chặn bát kia kìa cho sạch. Thấy chưa này? Úi dồi ôi, như này mà làm sao mà có khách đến thì làm sao mà úp được nước. Dùng quần xuống mình chứ mà. Nhá. Thanh ơi, sức mà dụ uộc kìa nhá. Các bạn ạ, mình có dặn với cháu Sình ấy rằng là phải chịu khó rửa lại những cái cốc như vậy để cho sạch. Cũng có cả những cái phích đây rồi, nhưng mà được cái là cháu Sình đấy cũng đang treo ở trên này. Không biết rằng là các cháu là có cho nước vào đây không. Đấy, lại cũng không đốt nước rồi. Ôi trời, lúc phích này nên chỉ thấp đây à? Ôi trời, chỉ thấp à? Duyệt thóc để cháu đi nhá. Mình có nói với cháu Sình ấy rằng là những cái phích đây là mua vào để cho các cháu đun nước và phích để các cháu được uống nước nóng. Thế là cho nên là hai cháu là mấy hôm nay là cũng không đun nước cho vào phích. Với lại còn những cái cốc đây là hai cháu là cũng chỉ để vào trong cái thùng như vậy thôi. Đấy, cũng rất là bụi này. Mang đi rửa đi, mang ra ngoài kia rửa đi.
Đấy, còn cháu gái thì cũng đang rửa ngoài này. Đấy, những cái cốc đây là các cháu đây cũng chưa rửa này em này. Vâng. Rất là bụi. Đấy, nước các cháu đây bây giờ là cũng gần hết rồi. Nhưng cũng may là ở khu này vẫn còn có một ít nước để dùng. Vẫn còn có ít nước. Ở khu khác là không có một tí nào luôn. Đúng rồi. Anh sinh nhà con cứ bảo vâng vâng dạ dạ thôi. Cũng như con ấy. Phải làm chứ. Phải sạch sẽ vào. Thấy chưa? Có cả hai bộ cốc đẹp như thế mà các con không chịu rửa cả. Với lại là hôm nọ là bác bảo là lấy phích cho các con ấy là phải đun nước vào trong đấy cơ mà. Sao không đun nước con? Hả con gái? Em không uống. Em không uống á? Không phải em. Con chứ. Con đi học rồi. Nhá, không phải em đâu nhá. Con rửa xong là con cất bớt đi. Để hai cái ra uống thôi. Nhá. Con phải rửa sạch đi. Bây giờ là con chặn bát mình rồi. Không bụi vào được rồi nhá. Thấy chưa? Cứ pha cái gì vào trong đấy, đường phải không con? Phải không con gái? Phải pha đường không? Phải không? Không phải. Không phải à? Con phải đừng thưa trông không thế, con bảo dạ, không phải ạ. À. Nhá, con đừng thưa trông không thế. Con thưa như thế là thành ra là mai con quen đấy. Con gọi anh Sình con ra đây để anh Sình con rửa đi. Đấy, giờ là Mỹ Hải cũng có bảo cháu Sình ấy, phải ra rửa cơ. Tự tay mình rửa lấy thì mình mới nhớ được. Ấy con gái lấy mấy cái cốc trên đấy đi, có hai bộ mà. Xong là con lấy cho anh Sình con rửa hết đi. Xong những cái quần áo gì mà cứ treo ở dưới gốc cây thế hả con? Đây này. Hả con gái? Biết. Dạ con không biết chứ. Nhưng mà quần áo kia là quần áo của con với anh Sình con mà. Sao lại không biết? Mẹ xe của cháu cho cháu cấp nhận mẹ xe. Cứ chả chỉnh cho mò. Nó phải đẩy nó phải một cái xe cho khách đáo. Mình có hỏi cháu Sình ấy rằng là sao quần áo của cháu Sình đây sao mà lại phải để ở gốc cây đây mà toàn là quần áo đẹp của Quý Mạnh Thường Quân mang vào cho các cháu ở đây. Nhưng mà cháu Sinh có nói rằng là hôm qua là đi tổng vệ sinh lại cái hồ treo, thế cho nên là cái hồ treo ở trên tít ở trên đường dẫn nước mà ở trên này các bạn ạ. Ấy là hồ treo mà đường nước mà của các cháu đang uống ở đây, vì là bây giờ nó đã khô rồi. Thế cho nên là đang tổng vệ sinh lại cái hồ treo. Thế cho nên là hôm qua là cháu Sinh là cũng vừa đi làm về xong. Thì là hộ nóng đều phải đi. Thế cho nên là cháu Sinh bảo là cháu Sinh cũng chưa giặt được. Sạch thì đưa cho em cầm luôn. Cái nào sạch thì đưa cho em cầm. Đấy được chưa? Đấy nhìn, con nhìn cái cốc nó trắng như vậy cơ mà. Nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy bên trong này trắng chưa? Trắng rồi. Đấy con nhìn thấy nó sạch không? Sạch. Đấy con nhìn thấy là như vậy thôi. Có cái gì đâu. Anh Sinh còn ở nhà thôi mà chỉ cần làm một kẹo là xong. Không chịu làm cả. Lúc nào vào đây bác cũng phải dặn thôi. Các con bây giờ là lớn rồi nhá. Vâng. Bác là bác rất thương các con. Nhưng mà bác phải dặn các con là để làm cho nó sạch sẽ. Đừng để bẩn như vậy. Cái nào sạch thì con đem vào nhà úp vào chạm bát đi. Còn bác gái ở đây, bác gái làm giúp các con là được luôn. Nhưng mà được cái là không giúp được. Bác làm chỉ một phút là xong. Bác làm một phút xong ngay thật đấy chứ. Nhưng mà để như vậy ấy, là để dần dần là cứ các bác vào đây là làm nhiều quá để là các con trở thành là lười đi. Và với lại là các con không biết việc. Thế cho nên là bác vào đây là bác chỉ hướng dẫn các con thôi. Bác không làm được cho các con nhá. Dạ. Các con phải ở sạch sẽ này. Rồi là các bác này nhìn thấy các con hoàn cảnh thì các bác mới cho tiền để cho các con chứ. Dạ. Nhưng mà các con cứ ở bẩn như vậy là mai là các bác lại thu hết cái cốc này đi này. Thu hết bếp ga đi là lúc đấy là các con lại không có gì rồi. Và mai là các bác lại vào đây nhá. Xong là dỡ hết cả bờ lô đi là thôi. Thế là lúc đấy là hai con lại không có nhà ở. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Đấy con biết tiếng này con phải bảo anh Trình nhà con làm như thế nhá. Đấy một tí nữa hai bác về rồi thì là con phải dặn anh Sình con như vậy. Dạ. Con nói bằng tiếng Mông ấy. Dạ. Để dặn anh Sình như thế nhá. Nếu mà không chịu khó sạch sẽ nhá là các bác lại thu hết cả những cái cốc đấy đi này. Thu hết cả chặn bát này. Thu hết cả bếp ga này. Đúng không? Có những bao nhiêu cái nồi là các bác lại lấy đi hết. Thế là hai con lại không có. Đúng chưa? Dạ.
Đấy, thì là con ở nhà là con phải dặn anh Sình con như vậy nhá. Vâng. Rồi. Đấy, con mang đi úp à. Con mang đi vào. Đấy, úp con mang đi vào úp đi. Xong là mình dỡ mũ cho con chuẩn lên thôi nhá mày Tranh nhá. Ừ. Mình cũng có dặn với cháu Sình ấy rằng là tí nữa cháu Sình sẽ lấy những cái quần áo của cháu Sình đang để ở dưới gốc cây đây là cháu Sình sẽ mang về giặt. Mình cũng phải bảo các cháu như vậy em ạ. Đúng rồi. Để các cháu mới biết tự thân vận động. Vâng. Còn không thì mình cứ mềm với các cháu ấy là dần dần là các cháu sẽ thành là một cái bệnh ỷ lại. Đúng rồi. Đấy, vì là cháu Sình cũng lớn rồi. Bảo làm anh ạ. Đúng rồi. Con mình cũng thế thôi. Đấy, mình cứ phải bảo làm. Làm để thành một cái thói quen mà. Đúng rồi. Cũng biết việc. Trong lúc không biết việc là khổ lắm. Khổ. Đây là những cái cây cỏ voi. À, những cái cây này đã khô rồi này em này. Vâng, cây này là đun được rồi đấy. Những cái cây này cũng đã đun được rồi. Ngô ở xung quanh nhà ba trong một côi ở đây là cũng rất là lớn rồi. Đấy, cũng cao như vậy rồi. Sắp vun được rồi đấy. Sau một thời gian ấy, mình chỉ dẫn hai cháu ở đây là hai cháu thì cũng vừa rửa được những cái bộ cốc cũng đã rất là sạch rồi. Bây giờ là cháu gái đang úp cốc ở đây. Con phải để cốc riêng ra một ngăn đi con ạ. Vì là bắt đũa của hai con này cũng thoải mái đủ mà. Con mở ra bác bảo con. Không để đồng chí vợ ơi, em giúp các con đi sắp đi. Sắp một lần như thế để con gái nhìn. Đây bác bảo cái đồ này là đồ nặng thì mình nên để ở dưới. Để dưới cùng nhá. Tại vì cái này cũng không hay dùng đến. Chỉ thi thoảng các con uống nước thì mới lôi ra một hai cái để uống thôi. Thì mình sẽ để dưới này để mình nó thấp thì mình không tiện lấy mấy nên mình sẽ không sử dụng mấy. Mình thường thường là sẽ sử dụng hai cái ngăn này. Ngăn bên trên đúng không? Đấy, hai ngăn này để mình còn đựng mình đựng bát thì mình lấy ra lấy vào nó tiện hơn. Còn cốc uống nước này thì thi thoảng mới dùng thôi đúng không? Đúng. Đấy thì mình sẽ phải úp gọn vào một góc trong này. Thế này để nó mới hợp lý. Đấy, con nhìn bác gái xếp cho con một lần như vậy nhá. Là mai là hai con lại phải để những cái cốc này. Con mỗi lần dùng xong ấy mà bẩn rồi ấy là hai con phải xếp gọn vào một cái ngăn ở trong này nhá con nhá. Để cho mới gọn gàng, còn không là cứ để như vậy á là rất là bẩn nhá. Giả dụ như cái chai dầu ăn, chai nước mắm thì mình có thể để ở ngăn trên. Tại vì khi thường mình hay dùng, hàng ngày mình hay dùng ấy, thì mình lấy ra lấy vào nó tiện hơn. Vâng, con nhá. Đấy, mẹ chai áo bỏ này, hôn xếp gì tao? Bỏ. Bỏ là? Bỏ là mà lửa cháu bóc lên nhá. Lửa cháu tuổi chịu lên mà, ô chà. Tiền lần diễn đi, lửa cháu tuổi cháu chịu lên mà, ô chà. Hả? Đến chết kìa. Đồng chí vợ Mỹ Hải ấy, là cũng có nói với lại Mỹ Hải cũng có dặn cháu Sình ấy rằng là lần sau mà bác vào đây mà lại không xếp gọn gàng và sạch sẽ như vậy thì là như nào. Thế đồng chí vợ Mỹ Hải thì cũng đang trêu bảo là không thì sẽ bạt tai. Thế là đeo tai. Thế là cháu Sình cười, cháu Sình bảo nhất trí. hai bác trêu con như vậy thôi nhé. Đấy, các bác đây là cũng chỉ muốn tốt cho các con thôi. Xong là các con là cố gắng rằng là phải rửa bát đũa sạch sẽ nha con nhé, quét nhà cửa sạch sẽ nhé. Vâng. Rồi còn những cái thùng ở đây, những cái thùng đây là các con đựng cái gì đây? Cái thùng này con để vào trong bếp đi, những cái đồ con nhìn linh tinh đi vợ. Ôi dồi ôi, đây này, sao lại để như thế? Gọn đi, nhanh lên. Hai con gọn đi cho bác nhanh lên. Con đang mang cái cốc chén đi, rửa lại đi. Đấy, những cái đồ. Thấy chưa? Đấy, có rồi, có chặn bát đây rồi mà không để. Đây, nước mắm hồ nọ lấy vào đây, sao lại để đây rồi? Đây, để bác cất cho con. Không để đây được đâu. Con bỏ luôn những cái thùng này đi. Vứt cái thùng, không thể để cái thùng này là để đựng rác được. Đừng có để những cái thùng ở đây. Con nhìn thấy chưa? Cách được 2 hôm mà bác vào đây thôi, hai con nhìn thấy chưa? Đấy, những cái muôi thùng rất là đẹp đây. Các bác gửi tận dưới xuôi lên cho các con. Mà các con làm như vậy là không được đâu nhá. Đây, những cái đôi đũa đây. Các con nhìn thấy chưa? Có những đôi đũa xào đây, con nhìn con mang đũa, đôi đũa xào về cho bác bảo con này. Đôi đũa này là đôi đũa mà hai con là nấu nướng.
Đây, những cái đôi đũa xào đây rất là đẹp đây. Hai con để mốc meo hết như này. Đấy, hai con mang đi rửa đi. Bác chỉ dặn một lần đấy, là lần sau là bác vào đây là bác không dặn rồi nhá. Đấy, hai anh em nhà con lại mang những cái đấy đi rửa tiếp đi. Ôi dồi ôi, bác tưởng là xong rồi chứ. Bác tưởng là trong cái thùng đựng đấy là đựng cái gì. Nhưng mà hai con lại cứ đựng lại những cái bát đũa đây này. Cả cơm mẻn mén, cả chén vào đấy. Con gái. Dạ. Sao lại có những cái chén này, anh Trình con uống rượu phải không? Dạ. Ôi dồi ôi, bao nhiêu tuổi mà đi uống rượu con ơi. Con không được uống rượu đấy nhá, bảo anh Trình con là không được uống rượu. Uống rượu với ai? Hả con gái? Anh Trình con uống rượu với ai? Anh Trình con uống rượu với ai? Mẹ tranh thủ từ từ học chưa? Mẹ biết lâu là học lắm. À. Đấy, lại đi trồng ngô xong là có các bác đến là cháu Sinh là uống rượu à? Lời giáo chào chân nhá mẹ tranh nhá. Ừ. Đấy, mình có dặn cháu Sinh là lần sau là không được uống rượu đâu. Ồ, con phải chịu khó con làm đấy chứ. Bao nhiêu tuổi đâu? 11, 12 tuổi mà bây giờ là con đi uống rượu như thế thì làm sao mà được con? Nhá. Lấy dầu đi, lấy dầu mới rửa sạch được những cái bát đây, bát đũa đây. Thôi xong rồi, bác là dạo này là bác cũng bận việc, thế cho nên là bác không thường xuyên vào là các con này lại như vậy rồi. Mà cháu Sình nhá, con cứ làm như vậy là mai mốt là bác không giúp con nữa đâu nhá. Ơ ở đấy mà lời xấu chỉ tua nhá, ông chỉ bảo nhá. Ừ. Dùng một cho tư này là ăn gì đấy? Đây, bác bảo. Con nhìn thấy những cái âu đây chưa? Như này mà hai con vẫn để được. Bác dặn con gái rồi. Nhá con gái nhá. Vâng. Con phải dặn vâng rồi nhưng mà con phải dặn anh Sình nhà con. Con biết tiếng rồi, có phải dặn anh Sinh nhà con chứ. Không được để như vậy được. Con nhìn những cái bát đũa bẩn như này mà con vẫn để giấu vào đấy được à? Hay là lúc nãy biết bác vào đây xong là hai con tranh thủ mang vào giấu trong đấy, phải không? Không phải. Không phải à? Đúng. Thế này những cái bát đũa này để từ bao giờ rồi? Từ đến 2 ngày. 1 đến 2 ngày rồi á? Không được để đấy. Ăn xong bữa nào là hai con phải rửa luôn bữa đấy nhá. Vâng. Hết dầu thì mai mốt là bác vào đây thăm hai con là bác lại mua dầu rửa bát cho hai con. Hai con đừng có để vào trong cái thùng như thế nữa nhá. Vâng. Tí nó đốt cái thùng kia cho bác đi. Nhá. Vâng. Đấy, cái thùng đấy phải đốt đi. Không để hai con lại giấu vào đấy đấy. Bác không đồng tình như thế đâu. Bác rất thương hai con nhưng mà được cái là hai con lại làm như vậy. Nhớ dặn cháu Trình con là không được uống rượu nhá. Vâng. Con nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Rồi. Mẹ chơi nhá, chỉ cho học chơi nhá. Mình có dặn cháu gái rồi nhưng mà mình phải dặn lại cháu Sinh một lần nữa rằng là mình đang nhỏ tuổi ấy, là mình nghiêm cấm là uống rượu vì là anh trai con. Như hôm nọ là bác hàng xóm đấy nói rồi là cũng nghe thông tin rồi đúng không? Đó. Đấy, nghe thông tin rồi thì là bây giờ là bác hàng xóm đây cũng có nói với bác rồi rằng là bây giờ là sang năm đó là anh trai cả của con thì mới về, đang làm thuê bên Trung Quốc thì chưa về được, thì là sang năm mới về thì hai con ở nhà là hai con phải bảo ban nhau chứ. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, bác là bác rất thương hai con. Sợ là các con mua được bộ bàn bếp ga, sợ trời mưa là các con không đi lấy được củi thì là bác cũng phải các bác quý mạnh thường quân thì cũng có gửi tiền về cho bác để bác bắt đầu là trích tiền đấy ra xong là bác mua bếp ga cho hai con, bác lo là các con lại không có bếp nấu nướng. Đúng không? Bác mua vào cho như thế rồi hai con ở nhà là hai con phải nghe lời bác nữa chứ. Nhá. Vâng. Bác đây là bác đến đột xuất đấy nhá. Bất chợt là bác đến đấy, bác đến lúc nào là bác đến đấy. Nhà cửa là phải sạch sẽ nhá. Vâng. Lần sau mà bác vào đây mà không sạch sẽ nữa là bác các bác cho cái gì là bác không mua vào cho các con nữa rồi nhá. Vâng. Đấy, các con là phải cố gắng là quét nhà cửa sạch sẽ này. Ăn bát đũa xong này là các con là phải chịu khó rửa này nhá. Vâng. Rồi. Các bạn ạ, vì là các cháu ấy là cũng vẫn còn rất là nhỏ, rất là ngây thơ, thế cho nên là Mỹ Hải thì cũng chỉ dặn các cháu như vậy mà cũng răn đe các cháu như vậy thôi. Nhưng thực chất ra Mỹ Hải cũng rất là thương các cháu. Vì là Mỹ Hải cũng mong muốn rằng là các cháu đây ấy, là cứ mỗi một ngày một lớn rồi thì các cháu cũng phải tự thân vận động và cũng phải tự làm lấy. Chứ như mọi khi là lúc thước phim đầu tiên là lúc Mỹ Hải vào đây ấy là các cháu ấy nhà thì cũng chưa được gọn gàng sạch sẽ được. Thế là dần dần là lúc đấy ấy, là Mỹ Và cũng có vào đây. Là Mỹ Và cũng có dọn giúp rồi là dần dần là các cháu bây giờ là cũng
ăn ở thì cũng được sạch sẽ hơn rồi. Nhưng mà được cái là Mỹ Hải ấy, là cũng muốn là các cháu là còn phải là sạch hơn nữa cơ. Với lại các cháu mỗi lần ăn cơm xong ấy là các cháu là cũng phải là biết rửa bát đũa luôn. Đấy, cứ để như vậy là lại giấu vào trong những cái thùng như vậy là không được. Rồi con để anh Sinh nhà. Con Trắng đi, con Trắng xong là anh Sinh nhà về đến múc nước. Mẹ Tranh, ăn lời chết đi. Ui, như cái xô đấy múc nước xong là con đừng đặt dưới đất đấy. Bẩn. Thấy chưa? Hai con chỉ làm tầm khoảng một phút thôi mà, đúng không? Một phút như thế là bắt đũa mình sạch sẽ rồi. Cứ để là, giấu làm gì? Mà hai con ở nhà làm cái gì? Hai con gái? Đi làm nương. Đi làm nương, bây giờ là đi làm nương xong rồi. Đúng không? Làm nương xong thì hai con ở nhà thì chỉ việc ăn, với lại là con ở nhà thì con phải chịu khó là con đi học. Đúng không? Con lấy sách vở ra con ôn bài. Nhá. Thế là như đợt trước là bác bảo con là con lấy cái quyển truyện kia và con đưa cho anh Sình con là con đọc. Anh Sình con có đọc theo không? Đọc theo rồi. Đọc theo rồi á? Tí lại lấy quyển truyện ấy đưa cho anh Sình đọc theo tiếp để cho bác nghe một lần xem nào. Nhá. Bác hàng xóm đi. À, bác hàng xóm mượn đi rồi à? Rồi rồi rồi. Rồi, mượn cho cháu bác hàng xóm đọc. Rồi rồi. Mẹ Tranh mua, mẹ Tranh phim sang chiếu á gì mẹ Tranh? Cháu Sinh là hơi chậm em ạ. Cháu Sinh là hơi chậm. Cứ bảo cháu múc nước là có nghĩa là cháu cứ chỉ việc là vị trí là đứng múc nước thôi. Không phải anh ạ, tại vì là các cháu mồ côi từ nhỏ ấy. Đúng rồi. Nên là cái sĩ diện nó cũng tự nhiên là nó cũng không còn. Không còn, đúng rồi, chính xác. Thành rụt rè nhút nhát. Thật ra là cũng không phải là gì đâu. Đúng rồi. Mình rất là thương các cháu, nhưng mà được cái là mình mong muốn là các cháu ấy, là mình vào đây ấy mà là mình cũng coi như là mình là người bố người mẹ thứ hai của các cháu thôi. Đấy là mình mới chỉ dẫn, còn không thì mình lại không thương các cháu thì có nghĩa là mình cũng chả bảo đâu. Đôi khi là vẫn phải bảo thôi, có khi lúc cần nặng lời cũng có khi phải nặng lời chứ thì mới được chứ. Nhưng mà giống mình là không nặng lời được, mình nặng lời ấy mình cảm thấy là tội nghiệp cho các cháu. Mà mỗi lần mình nói các cháu xong rồi ấy, là lúc đấy là nước mắt mình lại tự nhiên là mình rưng rưng. Mình không nặng lời được. Mình muốn tốt cho các cháu thì mình phải chỉ bảo thôi. Đúng rồi. Chứ không bỗng dưng mà ai có thể biết hết mọi chuyện được. Đúng rồi. Đấy, bây giờ là gọn gàng như vậy rồi nhá con gái nhá. Thấy chưa, hai con sắp như vậy có phải gọn không? Có cần ghi vào sổ không con? Ghi vào vị trí nào là treo ở chỗ nào, vị trí nào sắp ở chỗ nào không? Không. Không cần ghi chứ gì? Đấy, bây giờ là bác ghi hình như vậy rồi nhá. Là bác đã nhìn thấy rồi. Đúng chưa? Đúng. Bác nhìn thấy của hai con như vậy rồi nhá. Thì bây giờ là gọn gàng như vậy. Là cả những cái bàn bếp ga đây này. Hai con là có khăn ở ngoài bể ấy. Nãy là bác nhìn thấy rồi nhá. Rằng là lúc nào mà bụi ấy, không đâu đến ấy. Là hai con lấy cái khăn, hoặc lấy cái bạt, hai con phủ lên đây. Để tránh bụi cái bàn bếp ga đấy, để cho sạch nhá. Mỗi lần mình nấu xong là mình phải lau qua cái bàn bếp ga cho sạch. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, con mở cái tủ của con ra, bác xem nào. Bác kiểm tra xem nào, lúc nãy con gấp quần áo đến đâu rồi. Với lại cánh tủ của cháu Sinh xem nào. Ông một cái lỗ tủ sẽ cho không giờ đi trả ủ xuống. Đâu chị xong. Đấy, cháu thì cũng sợ mất chìa khóa cho nên là cháu chỉ treo vào cổ như vậy. Đấy, còn cháu Sinh thì bây giờ là Minh Hải cũng có nói cháu Sinh rằng là sẽ mở tủ ra để Minh Hải kiểm tra xem nó có gọn không. Không phải, gấp như thế là không đúng con trai ạ. Ông mất tài mà mẹ. Con bỏ ra con gấp chứ, con lại nhét vào trong tủ thôi thì không được. Ôi trời ơi. Ăn gà một chỗ tạt ra đi. Mình có dặn cháu Sinh ấy rằng là sẽ mang ra giường ở ngoài này để gấp xong là sẽ sắp xếp vào trong đây cho gọn. Thấy chưa? Các con có móc ở đây mà các con không móc này. Xong là cứ nhồi nhét vào trong đấy thôi. Ôi dồi ôi, cả bột canh cũng ở đây hả con gái? Đây những cái bột canh này rất là nhiều đây này. Như đợt trước các băng bao vào đây này. Sao cứ giấu ở trong này hết đây? Không biết cháu Sinh. Không biết cháu Sinh nhá? Không, con không nói thế được con gái ạ. Con nói như này, con bảo bác ạ. Không biết là anh Sinh là để trong này nhá.
Vâng. Không phải cháu Sình đâu nhá, anh trai của con mà. Vâng. Con đổi thừa trông không như thế nhá. Vâng. Rồi, con bảo anh Sình con đi. Con phát bằng tiếng của mình ấy. Bảo anh Sình con để lại những cái súp này ra ngoài cái chỗ chặt bát ngoài kia đi. Vâng. Đấy con bảo luôn đi. Chơi rồi. Ăn cá cho xong cho tí chanh nào. Đấy con biết tiếng là con phải dặn anh Sình như thế. Thấy chưa? Có một gói là thủng rồi kia kìa. Tí là lấy cái khăn trong này ra để con lau đi. Không, con không để đấy, con để đấy là bụi hết. Mai là lại bụi con cha. Ăn cho sống đi. Con để trên này. Trong cái tủ trong đấy thì mới không bụi vào được. Xếp gọn vào. Đấy được chưa? Đấy, hai con cho vào trong này có phải gọn không? Được rồi, con đóng tủ vào đi. Đấy, hai cháu đây cũng rất là gọn gàng đây này. Cũng có được như khăn để lau chặn bát chặn biếc đây này. Đấy là được rồi. Em lấy cái khăn đây, xong này em đi lau ở chỗ cái súp ở trong cái ngăn tủ của cháu Sinh ấy, giúp anh với, để chỉ cho cháu. Con lau rồi à? Không phải em chứ con. Bác dạy con bao lần rồi. À, xưng em với cô. Vâng. Rồi rồi rồi, xưng em với cô quen ở lớp rồi. Nên không sao em cũng được. Không được chứ. Bác ra bác, về nhà ra về nhà mà đi lớp ra lớp chứ. Không như thế được, các con lại thành một cái thói quen. Đấy thấy chưa? Con gấp một lúc như vậy là được rồi. Con gái đi giúp anh Sình gấp nữa, xong là con vừa đi vừa tâm sự cùng anh Sình. Vừa nói chuyện cùng anh Sình ấy. Bảo là lần sau là vào như vậy là bác không vào thăm hai con nữa đâu nhá. Vâng. Con nói anh Sình như thế luôn xem nào. Đấy, thế con gái lại dịch ra cho bác nghe xem nào. Các bạn ạ, cháu gái đây thì cũng vừa dặn là chú anh trai là cháu Sình đây ấy, rằng là cháu gái đây cũng vừa dặn rằng là cháu Sình đây là cũng phải chịu khó, đừng làm như vậy. Mà quần áo lúc nó phải gấp gọn vào, thì là bác Hải vào đây, thì là bác Hải có quà gì thì bác Hải mới mang vào cho. Còn cứ làm như vậy là bác Hải không mang vào cho. Đấy, thế cho nên là cháu gái đây là cũng có dặn với cháu Sình như vậy. Cháu gái cũng rất là khéo em ạ. Cháu gái cũng rất là khéo, biết là nói cháu Sình là như vậy. Đấy, gấp như vậy là gấp một tẹo là xong mà, có gì đâu. Do là do hai con không chịu khó thôi, đúng không? Những cái quần áo của con là con nghiêm cấm là để lên trên đầu giường nhá. Vâng. Có tủ rồi, gấp gọn vào trong tủ ấy. Vâng. Đấy, cháu Sình mang vào trong kia. Mang từng cái một thôi, mang hai cái một thôi. Con gái bảo thế. Lại bê một nắm vào như vậy thì làm sao mà gọn được. Con để dưới này, để ngăn tít dưới cùng. Để từ từ thôi nó mới gọn được. Dạ. Đấy, các cháu đây là còn phải bảo dài dài một tí nữa cơ, đúng không? Hết chưa con? Hết rồi. Hết rồi à? Rồi. Thế mình cất những cái áo quần áo mùa đông này đi. Quần áo mùa đông này này, rất là đẹp này. Có cái ui, nhưng mà quần áo mùa đông này đã giặt đâu? Áo này chưa giặt. Đấy, con trai mang giặt, nhanh lên, nhanh lên. Ôi dồi ôi, bác tưởng là gấp vào trong đấy là sạch rồi. Không phải đâu, giặt luôn. Nhanh lên. Mang đi ngâm xà phòng vào, xong rồi tí nó giặt nhá. Con giặt sạch rồi là con mới bắt đầu con gấp vào tủ. Như quần áo mùa đông là sang năm là con mới được mặc. Các con ở nhà là phải chịu khó giặt giũ quần áo. Nhớ giặt anh Sình như vậy, nhá. Đấy, hôm nay là bác vào này, bác mới bắt đầu là bắt mở tủ ra này. Chặn bát này, rồi là bếp này, đúng không? Đúng. Bây giờ là con quét được sạch sẽ như vậy rồi là hai con nhìn thấy là mình ở đây có phải thoáng mát không? Đúng chưa? Đúng. Đấy, phải quét sạch như vậy nhá. Cô giáo bảo là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Có học, có được học bài đấy không? Học. Đói cho sạch, rách cho thơm, đúng chưa? Đúng. Đấy.
Thì là con biết tiếng như vậy thì con phải về là con phải dặn anh Sình con như thế nhá. Vâng. Đấy con nhìn thấy chưa? Sau một hồi mà quét nhà, đúng không? Đúng. Con nhìn thấy chưa? Con thử vào bếp xem. Bây giờ trong bếp con ấy, nãy anh bác vừa bảo anh Sình con ấy, vừa quét xong đấy, con vào bếp xem. Rất là sạch sẽ. Đấy, bây giờ lại đi vào bếp ấy, mình còn phải là cởi dép đấy con ạ. Nhìn thấy gọn chưa? Gọn. Đấy, nhìn thấy gọn gàng, sạch sẽ như vậy nhá. Đúng không? Đúng. Đấy. Thì là bây giờ là bác chỉ dẫn như vậy thôi. Nhưng mà hai con là nhớ là ngày mai là cứ một ngày là phải là quét nhà cho bác là 3 lần. Vâng. Ăn cơm xong là lại phải là rửa bát luôn. Vâng. Nhá. Vâng. Rồi. Đấy, thông nhất thế. Giờ là quần áo thì là cháu Sình tí là đi giặt nhá. Mình chỉ không cho nguồn xua nhá. Ừ. Đấy, sau một thời gian đây thì hai cháu thì cũng vừa dọn dẹp xong. Đấy, bây giờ là bỏ kẹo ra. Để hai con ngồi ăn một tí đó để đỡ căng thẳng đã nha. Đấy, con bỏ kẹo ra. Đấy, con bỏ kẹo ra, con bóc ra. Đúng rồi, phải chỉ bảo từ từ. Các cháu đây ấy thì các cháu không có cha mẹ từ nhỏ nên là thật ra cũng không được ai chỉ bảo. Đúng rồi. Nên là một lúc là để mà thuần thuyến hết thì cũng khó. Cũng khó, đúng rồi, phải từ từ thôi. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ con bóc kẹo đi. Bóc kẹo chưa cho anh Sình con? Đấy. Chia cả bác ơi. À bác ăn kẹo à? Thôi bác xin con. Rồi mỗi người một cái. Rồi bác ăn cùng con để động viên con nhá. Thế thì con gái bóc cho bác đi nhá. Thống nhất là con gái bóc cho bác nhá. Đây con bóc đi. Con bóc một viên cho bác xin nhá. Nãy là bác vào đây là bác kiểm tra lại các con ở bẩn như vậy là hai con là rất là căng thẳng phải không? Không căng thẳng đâu con gái ạ. Bác vào đây là bác chỉ dẫn hai con thôi nhá. Rồi bác coi các con là con của bác thôi. Bác là một người gần như là bố thứ hai của các con thôi nhá. Đừng căng thẳng. Rồi bóc được chưa? Bác xin. Rồi bác xin con gái nhá. Quý vị các bạn ạ. Còn cháu gái đây là cũng rất là ngoan. Và cũng có mời bác cá ăn kẹo. Và cũng có mời Mỹ Hải kẹo. Thì Mỹ Hải qua đây ấy thì cũng rất là muốn gần gũi với các cháu ở đây. Thì Mỹ Hải cũng nhờ cháu gái là cũng bóc được một viên kẹo như vậy để cho cháu gái, để cho Mỹ Hải. Thì qua đây là Mỹ Hải cũng mời quý vị và các bạn ăn kẹo cùng gia đình nhà ba cháu mồ côi với lại là Mỹ Hải nhá. Đấy, bác mời hai con ăn kẹo nhá. Rồi. Đấy, rất là ngon nha. Kẹo này là kẹo cứng, ngâm mình phải ngậm hơi lâu lâu một tí đúng không? Đấy còn bánh quy đây. Còn bánh quy đây là hai con à. Con sẽ cất vào đâu đây? Để hai con chiều tối này là hai con sẽ ăn dần nhá. Cất vào tủ. Cất vào tủ à? Rồi. Thế con cất đi. Rồi chiều tối này là hai con là sẽ bỏ kẹo ra ăn dần. Con gái cũng rất là nhanh nhẹn em ạ. Vâng. Cháu nó đi học thì cháu vẫn nhanh hơn. Nhanh hơn. Anh. Rồi rồi. Anh thì hơi chậm một tí vì anh không được đi học. Đúng rồi. Xong này ở nhà. Ôi. Không ai chỉ bảo gì. Còn cái hai cái số đỏ cái đâu mà thấy mỗi hai cái nắp thôi con. Để ở trong nước rồi. Để để ở đâu? Để đựng nước à? Đúng. Đựng nước ở đâu? Để ở kia. Ở kia đâu? Chỉ cho bác xem nào. Hãy ở ngoài bể. À sao để ngoài bể thế con? Không biết. Sao là không biết? Mình đồ nhà mình mà mình phải biết chứ. Bác đi uống thôi. À bác mượn đi à? Đúng. Rồi rồi rồi. Đồ nhà mình phải biết chứ. Chứ không phải không biết đâu nhá. Vâng. Ai vào lấy là mình phải biết chứ. Đấy, kẹo cũng rất là ngon. Đấy, hai con cất ra cái hộp dầu gội đầu kia đi em đi. Dầu gội đấy. Bỏ cái túi bóng ra, bỏ những cái túi bóng ra. Đấy, dầu gội. Ôi, đổ rồi, để nghiêng đổ rồi đúng không? Đúng. Đấy, dầu gội clear đấy. Lấy một cái khăn kia, hai con lau đi. Lau qua vỏ bên ngoài, cho sạch. Rồi. Đấy các bạn ạ. Sau một thời gian ngắn ấy, vợ chồng Mỹ Hải thì cũng vào
thăm lại gia đình nhà bà cháu một cô ở đây. Thì là cũng bây giờ là cũng gọn gàng, là cũng tạm ổn rồi. Đấy, nhà cửa là cũng rất là sạch sẽ rồi. Con gái sẽ bỏ những cái túi bóng này đi con. Đấy, con cất những cái túi bóng này đi. Đấy, con cất đi xong là hai bác là cũng vào đây là trao phần quà của bác Nguyễn Văn Tuấn ở thành phố Hà Nội cho hai con thôi. Con cất đấy đi ra đi. Xong là hai bác là cũng đến đây xong là hai bác cũng đi về nhá. Bây giờ là bác giặt lại hai con một lần đấy nhá. Quần áo là tí nữa là phải là bảo anh Sình con nhá, là phải giặt ngay nhá con nhá. Vâng. Rồi, xong là bây giờ là bác cũng đi về nhá. Bác vào đây là bác trao phần quà của bác Nguyễn Văn Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì bây giờ là bác cũng đã trao xong cho hai con. Bây giờ là hai bác là đi về nhá con nhá. Vâng, con rồi. À, cảm ơn là cảm ơn bác Nguyễn Văn Tuấn nhá. Vâng. Ở thành phố Hà Nội. Ấy nhá. Ăn nhau nhắm về chơi nhá, ông một chơi nhá. Ừ, một chơi tạm mà nhốt mình gì mà dọn ông thôi cho không trở nhau nhá. So sánh. So sánh hả? Tao là các bạn ạ, mình có nói với cháu Sình ấy rằng là bây giờ là Mỹ Hải cũng đã trao xong phần quà mà của bác Nguyễn Văn Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì bây giờ qua đây thì Mỹ Hải cũng có dặn cháu Sình ấy rằng là tí nữa quần áo thì cháu Sình sẽ ở nhà là cháu Sình sẽ giặt, và bây giờ là Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Qua đây thì cháu Sình ấy thì cũng rất là cảm ơn bác Nguyễn Văn Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì là bây giờ là hai bác về nhá con nga. Vâng. Rồi, bác chào con gái nhá. Rồi, hai con ở lại nhá. Ở lại ngoan nhá con nhá. Vâng. Nhớ là một ngày là phải là quét nhà 3 lần nhá. Ăn cơm xong là phải nhớ là rửa bát nhá. Vâng. Rồi, nhớ bảo anh Sình thế. Tí hai bác về rồi thì có phải nói tiếng Mông như thế nhá. Vâng. Đấy, nếu mà dặn tiếng Mông hết cho anh Sình nhá. Rồi là xong là không là như nào đó nhá. Vâng. Là bác không có để cho nữa nhá. Vâng. Con cứ bảo anh Sình con như thế nhá. Vâng. Đấy, nói bằng tiếng Mông như lúc này ấy. Nhá. Vâng. Rồi, bác bà hai con, cái bác về đây. Vâng. Rồi. Nhớ nhớ về chơi nhá. Ừ. Đi em ơi. Đấy các bạn ạ. Sau một thời gian ngắn ấy, vợ chồng Mỹ Hải thì vào trao phần quà của bác Nguyễn Văn Tuấn, công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, cũng có gửi 500.000 lên cho gia đình nhà ba cháu mồ côi. Thì bây giờ ấy là Mỹ Hải cũng đã trao xong rồi. Giờ là vợ chồng Mỹ Hải thì cũng sẽ ra về. Có lẽ là Mỹ Hải cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhé.